Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Hà Nội Công Tơ, và như thường lệ mình với Sào Sào Vinh Tô Đà mình đã quay trở lại. Hôm nay thì chúng ta sẽ đến với một cái chủ đề nó khá là môn thuộc xung quanh một con cạc màn hình có tuổi đời đến 3 năm rồi, đến từ AMD là RX570. Và nếu mà hiện giờ thì các bạn đang search trên Google hay là YouTube để xem được các cái bài review hiệu năng cũng như là so sánh nó với một con cạc màn hình khác là đối thủ cùng phân khúc là RX 1650, thì những cái video đấy hay những bài viết đấy nó có tuổi đời khoảng 1 năm rồi. Và ở thời điểm đấy thì con RTX 1650 có giá khoảng 5 triệu đồng, và so sánh với đối thủ của nó là RX 570 chỉ có giá 3,5 triệu. Cho cái sức mạnh lớn hơn, hiệu năng tốt hơn thì không phải nói, chúng ta cũng biết là phần thắng thuộc về RX 570 rồi. Tuy nhiên thì ở thời điểm hiện tại, khi mà mình đang ở đây là tháng 7 năm 2020, thì câu chuyện nó đã khác hoàn toàn khi mà mức giá của cả hai nó khá là tương đồng. Thì chúng ta có mức giá là 3,6 triệu cho bản 4GB và 3,9 triệu cho bản 8GB của RX 570. Còn với RTX 1650 thì là 3,7 triệu đến 3,9 triệu tùy vào phiên bản. Và như vậy thì nó đã rất là tương đồng nhau rồi. Vậy thì bây giờ với việc là nâng cấp hay là mua một chiếc máy tính mới với mức giá tầm trung và rẻ, thì chúng ta nên chọn RX 570 hay là RTX 1650? Thì ở video này chúng ta sẽ cùng tìm thêm câu trả lời. Để đưa ra kết luận thì chúng ta sẽ đi lần lượt qua 3 mục: 1 là hiệu năng, 2 là mức độ tiêu thụ điện và 3 là giá thành. Và trước tiên là về vấn đề hiệu năng thì mình sẽ bỏ qua những cái phần mềm test hiệu năng của Benchmark và đi thẳng luôn vào vấn đề bên game. Thì với game thì chúng ta có 3 mục. Đầu tiên là những game online nhẹ như là Liên Minh Huyền Thoại hay Dota 2. Và 2 thì cao hơn một chút là PUBG. Và cuối cùng thì những cái tựa game có thể nói là sát thủ phần cứng và yêu cầu phần cứng khá là mạnh mẽ để có thể chơi tốt và mượt mà được, như là Shadow of Tomb Raider, Assassin's Creed và Battlefield 5. Về cấu hình test thì mình sẽ sử dụng luôn chiếc PC Gaming Shark 018 tại Hà Nội Computer với cấu hình là Core i3 10100, 16GB RAM, SSD 240GB, nguồn SSP 550W và các màn hình tùy chọn từ RX 570 tới RTX 1650. Máy này thì đang được bán tại Hà Nội Computer với mức giá là 12.799.000, còn link thì dưới phần mô tả. Trước tiên thì đến với tựa game quốc dân Liên Minh Huyền Thoại, thì khá là bất ngờ khi mà RTX 1650 lại vượt hơn RX 570 4GB lẫn 8GB khoảng 5%. Sự khác biệt giữa hai phiên bản 4GB và 8GB của RX 570 gần như là không có một phần, bởi vì game này không thể sử dụng hết cái lượng VRAM dồi dào này được. Tiếp theo là Dota 2, mọi thứ được đảo ngược lại khi mà RX 570 4GB lẫn 8GB đều có phần vượt lên trên. Nhìn cái mức chênh lệch này thì nó có vẻ không nhiều. Tuy nhiên thì chúng ta cùng để ý tới cái việc là FPS 1% lao lại chênh khá là lớn tới gần 20%. Như vậy thì cho thấy là RTX 1650 vẫn bị drop khung hình và kém một định hơn so với RX 570 khá là nhiều. Đặc biệt là trong các trận combat lớn khi mà skill shot hay là animation của nhân vật nó bắn loạn xạ trên màn hình. Bây giờ thì đến với game online hơi nặng hơn một chút là PUBG. Với thiết lập là 2 toàn bộ thì kết quả cho ra gần như là tương đồng với độ lệch FPS trung bình dưới 2. Nhưng mà một lần nữa thì RX 570 lại chứng tỏ hơn cái sự ổn định cho FPS 1% lao, cao hơn là RTX 1650. Shadow of Tomb Raider ở mức high setting cho thấy cái sự khác biệt cực lớn khi mà mức chênh lệch của RX 570 4GB và 8GB với RTX 1650 lần lượt là 18% và 14%. FPS 1% lao thì RX 570 8GB vượt trội hơn, thì có lẽ là do cái lượng VRAM lớn hơn giúp ổn định FPS hơn. Nhưng mà các bạn thấy đấy, khi mà chạy RX 570 8GB thì cái lượng VRAM ăn đến tận khoảng 5GB so với chỉ tầm 3,4GB ở RX 570 4GB và RTX 1650. Với Battlefield 5 thì tiếp tục đánh dấu cái sự đi vào lòng đất của RTX 1650 khi mà FPS trung bình và 1% lao đều kém tới mức 33-36% so với RX 570 tại cái thiết lập là 2. Và cuối cùng thì chúng ta sẽ thử đến sát thủ phần cứng là Assassin's Creed Odyssey. Với thiết lập là 2 toàn bộ thì cả 3 ứng cử viên của chúng ta đều lê lết ở khoảng 45 FPS trung bình. Còn 1% lao thì tiếp tục chứng kiến cái sự ổn định của RX 570 khi mà vượt RTX 1650 khoảng 30%. Tổng thể thì trên các tựa game mình vừa thử nghiệm thì cái hiệu năng chênh lệch giữa RTX 1650 và RX 570 cả hai phiên bản 4GB và 8GB có cái sự khác biệt trải dài từ -4% cho đến 36%. Cái mức chênh thấp nhất chủ yếu sẽ là ở những cái tựa game online như là Liên Minh hay là Dota 2, những cái game online nhẹ nhẹ. Còn khi mà vào những cái chiến trường sát thủ phần cứng thì RX 570 có sự vượt trội hơn hẳn, đặc biệt ở phiên bản 8GB khi mà cái độ ổn định FPS 1% lao thì nó sẽ tốt hơn và ít bị drop FPS hơn so với bản 4GB. Như vậy thì ở kèo này 1-0 dành cho RX 570. Bài test thứ hai sẽ là mức độ tiêu thụ điện và nhiệt độ. Đầu tiên thì về vấn đề nhiệt độ, RX 570 4GB của Gigabyte dẫn đầu danh sách với mức nhiệt tối đa khi mà full max là 87 độ C. Bỏ xa các đối thủ khác là RX 570 8GB và RTX 1650 của Asus tới gần 7 độ. Mức nhiệt như vậy có thể coi là bình thường, không quá nóng nhưng mà đương nhiên nó cũng chẳng mát mẻ gì.
Còn về hiệu năng tiêu thụ thì với việc yêu cầu đầu cấp nguồn 8 pin, RX 570 sử dụng tới khoảng 180W điện khi mà hoạt động hết công suất và yêu cầu nguồn công suất thực phải từ 500W trở lên để có thể đảm bảo ổn định. Còn trái ngược lại thì với GTX 1650 thì như là phiên bản mình đang có ở đây, nó còn không cần nguồn phụ, tức nghĩa là cái mức tiêu thụ điện chỉ khoảng dưới 75W và công suất nguồn tổng chỉ cần từ 300 đến 350W là đủ. Với mức tiêu thụ điện năng như vậy thì nó sẽ tốn khoảng 50.000 cho 4 tiếng sử dụng chơi game một ngày. Và tính ra thì nó khá là ít. Còn về cái vấn đề mà quy ra tiền để mua nguồn gánh RX 570 thì lại là một cái vấn đề hoàn toàn khác. Xét về mức giá bán lẻ thì có thể nói là GTX 1650 đang ngang bằng với RX 570 8GB. Nhưng vấn đề nguồn cho hệ thống thì lại khác. Khi mà RX 570 8GB cần những chiếc nguồn ít nhất phải có tên tuổi một chút với công suất thực là 500W trở lên, giá thành thì nó loanh quanh khoảng 1 triệu đồng. Còn ngược lại thì với GTX 1650 thì chỉ cần những cái bộ nguồn rẻ tầm 400 đến 500 nghìn là chạy thoải mái rồi. Vậy thì nếu mà mua máy mới, tổng chi phí nguồn và cạc cho RX 570 lần lượt là 4,6 cho đến 4,9 triệu đồng, cao hơn mức là 4,1 triệu của GTX 1650. Và đấy là xét là mua mới. Còn nếu mà các bạn có sẵn nguồn đủ công suất rồi thì nên mua RX 570, nó vẫn rẻ hơn so với GTX 1650. Tổng hợp kết quả của cả 3 bài test bên trên thì RX 570 cả 4GB lẫn 8GB đều cho thấy sự vượt trội hơn hẳn so với GTX 1650 ở cái bài test là hiệu năng. Còn về cái vấn đề nhiệt độ cũng như là mức lượng điện tiêu thụ thì hoàn toàn ngược lại. Và điều này thì cũng dễ hiểu khi mà RX 570 cả hai phiên bản đều có sự chênh lệch và vọt hơn về hiệu năng so với GTX 1650. Tiêu thụ điện nhiều hơn mà thì năng lượng sinh ra phải nhiều hơn. Vậy thì ở thời điểm hiện tại, chúng ta nên mua RX 570 hay là GTX 1650? Trường hợp thứ nhất là mua để nâng cấp máy có sẵn, thì nếu mà máy tính của bạn có cái nguồn đủ để đáp ứng công suất để gánh RX 570 thì đương nhiên rồi, RX 570 sẽ là cái lựa chọn tối ưu hơn hoàn toàn, đặc biệt ở phiên bản 8GB khi mà cái lượng FPS ổn định hơn hẳn so với 4GB. Nhưng mà nếu nguồn của các bạn yếu hơn, nó chỉ ở khoảng 350 cho đến 400W thì có lẽ là GTX 1650 sẽ là cái sự lựa chọn tối ưu. Khi mà với việc mua GTX 1650 thì các bạn sẽ tiết kiệm hơn khoảng 1 triệu so với việc là mua thêm một cái nguồn mới. Trường hợp thứ hai là mua một bộ máy mới hoàn toàn thì RX 570 vẫn là cái sự lựa chọn tuyệt vời hơn cho các bạn, khi mà các bạn chỉ cần tốn thêm khoảng 400.000 so với hệ thống tương đương dùng GTX 1650. Nhưng bù lại thì 400.000 này nó sẽ đổi lại cái hiệu năng chơi game cũng như là mọi thứ nó tuyệt vời hơn khi mà các bạn chơi game những cái tựa game có thể nói là sát thủ phần cứng, thì GTX 1650 nó chịu thua hoàn toàn trước sức mạnh hủy diệt của RX 570 của AMD. Và như vậy thì các bạn nghĩ sao? Chúng ta nên mua GTX 1650 hay là RX 570 cho giá máy tính của mình? Thì hãy để lại bình luận phía dưới. Và xem đến đây rồi thì đừng ngần ngại để lại một like để ủng hộ chúng mình. Cũng như đừng quên bấm subscribe để cái chuông nhỏ phía dưới để có thể theo dõi những video mới nhất. Và như thường lệ, mình Tokuda, phóng viên sản xuất tại Hà Nội Computer. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.